Lạy Đấng Tam Giới Tôn ấy, quy mang mười phương phận, con nay phát nguyện đồng ấy có trì kinh Địa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cư có tam đồ, hên mộng báo thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời, đạo lợi phẩm thứ nhân phần hiện thần thông, con nghe như thế này. Một hoa nọ tại cung trời, đạo lợi đứng phần vì thánh máu mà thuyền pháp lung đỏ bằng khà thuyền băng khà thuyền tăng ca chư Phật và Đại Bồ Tát. Trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đừng Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn ngoái đứng trí huệ thần thông chân thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư phần đều sai thì gia kính tham đường thế tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đứng, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quỷ, vầng mây sáng rỡ đại tăng thăng. Đờ pha phóng ra băng cà thuế, vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phân ra các thứ tiếng vì diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng trì giới đồn, tiếng nhân nhùng độ, tiếng thanh tân độ, tiếng thiên đình độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xa, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trì huệ, tiếng sư tử hồng, tiếng đại sư tử hồng, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn trời rộng hồi họp khi đường Phật phá ra bấn khả thuyền, bấn khả tuyệt tiếng vi diệu như thế song thời có vô lượng ưng hàng trời rộng quý thân ở trong cõi ta bàm. Và coi nửa phương ra cũng đến hồi hôm nơi cung trời, đau lời như là trời tứ thiên vương trời, đau lời trời tu diệm ma trời đâu xuân đàm, trời hoa lan trời tha hóa trời tứ
tại trời phàm chúng trời phàm phu trời đại pháp trời thiếu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương ai trời quang qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiền nghiêm trời sáng cứu cánh trời mơ hê thú la cho đến trời vi tướng phi phi tường thương tất cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đấng thần sông chằm thần lúa ma thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cán vị thần như thế đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiếm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm đừng qua pha khởi bây giờ đừng thinh ca mâu ni phật bao ngày văn thù sư lợi pha vương tứ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong vấn đồ này cùng vấn đồ khác này đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài bạn cơ sẽ lại bành phần rằng bạch đức thế tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biết số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn tù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đem xe số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ hoàng đã thanh tựu đương thanh tựu chưa thanh tựu ngài văn thù sư lại bạch đấng phật rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đấng phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu đưa sự không thể nghĩ bàn như thế đưa
Phật bao ngày văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằng. Trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một sông hằng rồi cứ so cá trong mọi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon. Làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kiếm đều đem làm kiếm cá từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những thoa ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng xưng danh hiệu hoàng cúng dường. Nhận đến vẻ cắn tâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào. Trưởng gia tứ khoa nguyện này văn thù sư lời trải qua băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm mồng vì trưởng gia tứ. Lúc đó trong đời có đứa Phật hiệu là sư tử phấn thân cụ thông vàng hạnh như lai trường gia tư thấy đức phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đức phật tu hành nguyện gì mà đang to đẹp như thế khi ấy đấng sư tử phấn thân cụ tung vạn hành như lai bao trướng gia tư rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổng ô này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười xiên ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật. Sư tử phấn thân cụ tung vạn hành như lai ngài lâm nguyện rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số bấn khả thuyết kiếm mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cứu mẹ lại thua bấn khả tư nghi vô số kim về trước lông đó có đức phần hiệu là giác hoa đinh từ tại vườn như lai đứng phần ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu
dạy mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ bề. Bà mẹ của người con mê tín tà đạo thường kinh khi ngôi tam bảo thoái mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thanh nữ biến rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn mang nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đấng pha giáng hoa đình từ tại vương đắp vẽ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thanh nữ chim bái tường của đức phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng đấng phật là đấng đại giáng đủ tấn ca trí huệ nếu đức phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hoài phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chỗ của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm. Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là đức phật quá cứ gia hoa đình từ tài vương Như Lai mà người đương chim bái đó thấy người thường rõ nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tin lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối xin đứng phần xót thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tam của con sam chân mắng đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thanh nữ rằng cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của tam. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ người lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giáng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bồng thấy thân
mình đến mong bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sùng, có rất nhiều thu dữ, thân thế toàn bằng xăng. Bài nhảy bên mặn biển chảy ráo, bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở, chìm thoảng nổi ở trong biển bị cắn, thu dữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá xóa hình thù đều là luân hoàng, nhiều tai nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh, chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa, những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Thùm quắm đau chân người tội lại hình trạng, muôn thứ chẳng dám nhìn lâu, khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ, có mồn vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng, hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quý vương rằng, đây là chốn nào? Quý vương Vô Đồng đáp rằng, đây là từng biển thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng, tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Đồng đáp rằng, thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi đang nói, tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đảm rằng, nếu không phải trước ngoài thần, cần phải do nghiêm lưng, ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thành lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong miệng này sôi sùng sục như thế, và có những người tôi cùng với các thu dữ? Vô Đồng đáp rằng, những người tôi trong biển này là những kẻ tao ăn ở cõi diêm phù đề, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớ khổ nạn cho lúc sống, kẻ đó lại không làm đường nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cánh biển này mười muôn gió tuần về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn, đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Vài thánh nữ lại hỏi quý vương Vô Đồng rằng, địa ngục ở đâu? Vô Đồng đáp rằng, trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường, sự khổ sở bừng kế nữa có đến 1000 cũng đầy không lường, sự thông khôn
Thành nợ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới quốc gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiêm gì. Thanh nữ đáp rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lung tam thời tinh chánh pháp xong rồi chẳng kính dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô động hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên, thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lợi. Vô đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên đế lợi. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa thăm. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng sanh cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chợt tin rõ biết việc đó rồi bèn đổi trước pháp tướng của Đức Giang Hoa Đình từ tại vương Như Lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời về là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài Văn Thù Sư lời rằng: quý vương Bồ Đồng trưởng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát, vậy kính Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát. Ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai. Phần thân đó hiện với những chúng đã được giải thoát ra khỏi cho nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia trong không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sở
Không có lúc nào tạm ngừng với nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên ta cả đều chứng được đạo quả đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hân chim ngưỡng đứng Như Lai, mắt nhìn mãi không rời đứng Như Lai, an ủi quỷ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức bơ khả tư bân khả nghề bân khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèn. Nghe pháp của ta thời liền tinh nhận hoàn có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàn có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mộ. Ta vẫn ra nhiều thân đó thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng. Hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương. Hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là hán binh chi phần và bồ tát đế hoa đồ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu Địa Tạng ông xem ta đã trải qua. Bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng nhưng chôn sanh càng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệm thọ bao. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dư chiều nhiều sự thông khổ thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đạo lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền lượng phận di lặng ra đời đều đang giải thoát khỏi hẳn căn điều khó gầm phờ đưa đưa phần thọ ký bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương cám mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn.
Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ứng người, làm cho quy kính ngồi tam bảo khói hắn vòng sanh tướng vui niên bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chi làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ hoàng chi bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lần. Cùi mòn đơn như lai trở về những chúng sanh, nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cùi mòn đơn như lai trở về những chúng sanh, nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bành cùng Đức Phật ba lần như thế lúc ấy đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hộ trợ cho ông đưa toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu. Thứ hồi lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cùng kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề, ta nghiệm sai khá cam thọ qua báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần pháp, nơi thời không phần pháp nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai cả như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục, sai cả khỏi đâu? Bà Ma Gia Phu Nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo, trong mong Ngài lâu nghe nhận lấy, tôi sẽ lường nói việc đó. Thanh mau bành rằng: Xin Thanh Giá nói cho Bồ Tát lựa thuận. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim, không lúc nào mà ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay, máu kinh che ngồi tàm ba chẳng kinh, kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn của thượng trụ phạm tăng ni, hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoàng chia hoàng ai nhưng chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục.
trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường, như có chung sanh gia làm thầy sa môn, kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phàm giới luật gàng gấm hàng bành y. Bao nhiêu điều tôi ác hạng người như thế phải đoá vào vô gian địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi đưa hoàng coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ, và kẻ đó phải đoa vào vô gian địa ngục, trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh máu, nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được. Bà ma gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi lớn có 18 chỗ thư kê đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó giam vòng ngùng thành hơn 80 dặm, thành đó thuần bằng xa cao đến 1000 dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai căn. Riêng có một sở ngũ tên là vô gián ngục này, châu vi 1,800 dặm, tường ngô cao 1000 dặm, toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới. Trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau, chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường. Đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý, răng nanh bén nhọn giường gươm cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng, lại có quý gia xoa kha cầm chía lớn bằng sắn đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng rồi. Lửa lên trên không lấy chi hứng lấy, để lại trên giường lại có diều hầu bằng sang mố măng. Người tội lại có răng xa cắn đầu, người tội nơi lòng đó khắm mà trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường, kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó, lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó, quăng lấy thân người tội một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại.
Nhờ về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới ca lúc thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì? Một cõi nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi. Thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gậy diều hầu răng soi cho cõi già cõi sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sẵn dây sẵn lừa sẵn ngừa sẵn giá sống niềm đầu nước sẵn nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khát thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư khô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng nên gọi là vô gián bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy. Hề gây tội ác theo đó mà cam lấy ta ca đều đồng chiều khổ nên gọi là vô gián. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chán muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài Địa Tạng Bồ Tát Thưa Thánh Mẫu rằng nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cô đề hành tôi cũng nhận sự thông khổ trong địa ngục đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong. Không xiên lo rầu mà chấp tay đánh lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vân chỉ lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng bạn đờ thế tôn con đường sơ hoài thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu và tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế đường này con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi ngài á dần đã thành phần làm cho chúng sanh. Trong sáu đường đều đặng đó thoát sinh văn bàn Đức Thế Tôn xin Đức Thế Tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh
sanh mà chưa đường giải thoát, tánh thức của nó không định. Hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời khen thành quá ba lành, làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngân. Mẹ làm chân nắng trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan. Đời trước ông Trôn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đồ anh ca chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa khoan dạy lời như thế xong. Trong phạm môi có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại vương ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng Thế Tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyên gì mà nay đưa ra Thế Tôn ân cần người khen như thế cuối mong đường Thế cho bây giờ đứng Thế Tôn bao ngài định từ tại vương Bồ Tát lắng nghe lòng nghe phải khe suy xén đó ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng ông vua nước lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá kia kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ra đời hiểu là như thiết kế thành tựu như lai ứng biên tri minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phận Thế Tôn đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nương nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần. Sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông phán nguyện như tôi chăng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả Bồ Đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sớm thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội không. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thua trước có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Từ văn đó thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người.
La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mông, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mông thưa rằng: Ngài thân máu tôi phước tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vợ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quan Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là hắn hỏi Quan Mông rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệm gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quan Mông thưa rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều. Là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số ca tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương xó chi dài phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi. Là xót thương bèn dài phương trước ngài khuyên Quan Mục rằng: Người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai và Vế Đam hình tướng đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền quan. Hòa thượng Phật Ma Tha cúng nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ tượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng phần sân vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quang mung rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người. Khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói: Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quan Mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của ngươi. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên việc người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói Quan Mùng bia chẳng là mẹ mình, nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đà là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệm diệt hại vật để che bài mắng nhiên mà thọ bao khôn. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa khổ. Quan Mông hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao? Đưa đề đám rằng những việc tôi khó nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được. Quan Mục nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng:
nguyện cho thân máu tôi thôi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bàn, hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh liền hoa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng, từ ngày nay nhẫn về sau đến 100.000 muôn ứng kim, trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo, tôi nguyện cứ vật chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoa khỏi chốn ngán đạo. Địa ngục sông sanh và ngã quỷ vân vân, những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi. Vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một phán nguyện đó xong? Liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, này Quang Mục, nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm, chi sống lâu 100 tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước, sống lâu đến số không thể tính kể, sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời so rộng như số ca sông hàng đơ phần ba, ngài định tơ tái vương Bồ Tát rằng, vì là hán phơ lanh đồ quang một thòa, đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà sa số lời thề nguyện. Đồ khâm chúng sanh như thế trong đời sao, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiện ăn câu, kẻ hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ăn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoang khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba khổ nơi ban đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khiêm cùng dân cung những y phục đồ ăn và cuốn các thư trần bao, thời người đó trong 100.000 muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung vừa trời hình sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong 100.000 kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình, này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thần đơn lớn, không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế.
Các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay định từ tại vương bánh Đức Phật rằng bành Đức Thế Tôn xin Phật chớ lo nghìn muôn ưng đại Bồ Tát chúng con đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lời in chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong bèn cùng kinh chấm tay lê Phật mà lùi ra tứ thiên vương hỏi Phật bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ cho ngồi đứng dậy cùng kinh chấm tay mà bạch cùng Đức Phật rằng bành Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhưng lại đã phá nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hên? Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ Đức Phật ba bốn vị thiên vương rằng hay thay ấy thay nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lại mà nói những sư phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương cho ngã mà cứ mơ đồ thòa tăng ca chúng sanh mang phải tội có bốn ông thiên vương bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoang. Trời vàng ba bốn ông thiên vương rằng từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bà. Dùng trăm nghìn muôn ước phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này, bốn ông thiên vương ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh vào thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời ngài dạy rõ qua báo nghèo khốn khổ sợ, nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ qua báo làm chim xe xe bồ câu yên ương, nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời ngài dạy ra quá bao uyên thua kình chống nhau, nếu gầm kẻ hay khinh chê thời ngài dạy ra quá báo không lưỡi miệng lỡ, nếu gầm kẻ nóng giận thời ngài dạy ra quá báo thân hình sâu xí tàn tật, nếu gầm kẻ bon sáng thời ngài dạy ra quá báo cầu muốn không được toại nguyện, nếu gầm kẻ buồn lùng săn bắn thời ngài dạy ra quả báo kinh hải điên cuồng mất mang, nếu gặp kẻ trái nghìn cha mẹ thời ngài dạy ra qua báo trời đấng tru lòng, nếu gặp kẻ đốn núi rừng có cây thời ngài dạy ra qua báo cuồng mê đến trên,
nếu cảm cha mẹ ghé ăn ở động thôi ngài dạy ra qua bao tha sanh trở lại hiện đời bị roi bò méo gầm kẻ dùng lưới bắt chim non. Thời ngày dài ra quá bao con nhu chia lìa nếu gầm kế huy ban tam bảo. Thời ngày dài ra quá bao đuôi đĩa cầm ngồng nếu gầm kế kinh chê vào pháp. Thời ngày dài ra quá bao mai trong an đào nếu gầm kế làm phá của thượng trụ. Thời ngày dài ra quá bao kim luân hồi nơi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thánh tinh và vô bản tăng già. Thời ngày dài ro qua bao ơ mái trong loài súng sanh nếu gặp kẻ dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật. Thời ngày dài ra quá bao phải luân hồi thường mang lớn nhau nếu gầm kề pha giới phàm trai. Thời ngày dài ra quá bao cầm thu đôi khang nếu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi liên. Thời ngày dài ra qua báo tiêu dùng thiếu hụng nếu gầm kẻ tao ta kêu màng công cao. Thời ngày dài ra qua báo hèn hạ bị người sai khiến nếu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời ngày dài ra qua báo không lưới hay trăm lưới nếu gặm kê ta kiếm mê tin. Thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi tân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thang. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế địa tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hòa đó những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy căn quả bao như thế. Sao lại đo vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nước chờ đê những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh địa tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện địa tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quận mong đời ngũ trừa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện địa tạng Bồ Tát. 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 Lạy đấng tam giới tôn ấy quy mang mười phương phân con nay phát nguyện đồng mấy tổ trì kinh địa tạng trên đền bốn ơn nặng dưới cơ khổ tam đồ. Hên một báo thân này sân qua cõi cưng là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Thần Thông Trên Cung Trời Đạo Lợi Phẩm. Thứ Nhân Phần Hiện Thần Thông Con Nghe Như Thế Này. Một Hoa Nọ Tại Cung Trời Đạo Lợi Đức Phật Vì Thánh Mẫu Mà Thuyền Pháp Luân Đỏ Bằng Khả Thuyền Bằng Khả Thuyền Tân Khả Chư Phật Và Đại Bồ Tát Trong Vô Lượng Thế Giới ở mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiện sân ngoại lưỡng trí huệ thần thông chân thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư phần đều sai thì gia kính tham đường tê toán bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội. Vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đứng, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quỷ, vầng mây sáng rỡ đại tán thân. Đờ pha phóng ra bằng cà thuế, vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phóng ra các thứ tiếng vì diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhân Nhung Độ, tiếng Thanh Tân Độ, tiếng Thiên Đình Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xa, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trì Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hồng, tiếng Mây Sầm, tiếng Mây Sầm lớn trời rộng hồi họp khi Đức Phật phá ra bấn khả thuyền bấn khả thuyền tiếng vi diệu như thế song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thân ở trong cõi ta bàn. Và coi nửa phương ra cũng đến hồi hôm nơi cung trời Đạo Lợi như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đạo Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuân Đàm, trời Hoa Lan, trời Tha Hóa, trời Thứ Tài, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phu, trời Đại Phạm, trời Tiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiếu Tình, trời Vô Lượng Tinh, trời Biến Tinh, trời Phước Sanh, trời Phương Ai, trời Quang Qua, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quá Thiền, trời Vô Tướng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiên Kiến, trời Thiền Yên, trời Sáng Cứu Cánh, trời Ma Hê Thú La, cho đến trời Phi Tướng, Phi Phi Tướng Thương,
tất cả thiên chúng long chúng cung ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữa phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất thần sông trầm thần lúa ma thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây cỏ cán vị thần như thế đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm đừng qua pha khởi bây giờ đừng thinh ca mâu ni phật bao ngày văn thù sư lại pháp vương tứ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong vấn đồ này cùng vấn đồ khác này đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài vạn cơ sẽ lại bành phần rằng bạch Đơ Thế Tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biến số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn thù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đêm xe số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ hoàng đã thanh tựu đương thanh tựu chưa thanh tựu ngài văn thù sư lại bạch đấng phật rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đấng phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiếu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu đưa sư không thể nghĩ bàn như thế đưa phật bao ngài văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một sông hằng rồi cứ so cá trong mọi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon
làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kim đều đem làm kim cá tư lung ngài địa tạng bồ tát chứng qua vị thâm địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên huống là những thoa ngài địa tạng bồ tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của bồ tát đó không thể nghi bàn đến đường về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của địa tạng bồ tát hoan khen người hoan chim ngưỡng vái lại hoan xưng danh hiệu hoặc cúng dường nhận đến vẻ cắn đâm sơn hình tượng của địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào trưởng gia tứ khoa nguyện này văn thu sư lời trái qua băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát làm mồng vì trưởng gia tứ lúc đó trong đời có đứa phán hiệu là sư tử phấn thân cụ thông vàng hạnh như lai trường gia tư thấy đứng phân tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng Phật tu hành nguyện gì mà đang to đẹp như thế khi hãy đứng sư tử phấn thân cụ tung vạn hành như lai bao trướng gia tư rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổng ô này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười xiên ở đời sau tôi về nhân chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật sư tử phán thân cụ tung vạn hành như lai ngài lầm nguyện rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số bấn khả thuyết kiếm mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát bà là một nữ cứu mê lại thua bấn khả tư nghi vô số kim về trướng lung đó có đức phật hiệu là giác hoa định từ tại vườn như lai đứng phần ấy thọ đến bốn trăm nghìn muôn ứng vô số kim trong thời tướng pháp có một người con gái dòng ba la môn người này nhiều đời chưa phước sâu dày mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ về bà mẹ của người cương mê tính tà đạo thường kinh khi ngôi tam bảo thoái mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên
Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giáng hoa đình từ tại vương đắp vẽ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thánh nữ chim bái tường của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giáng đủ tất cả trí huệ nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chỗ của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm. Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá cứ gia hoa đình từ tài vương Như Lai. Mà người đương chim bái đó thấy người thường trót nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tin lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối xin đứng phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sam trên mẫn đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ người lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giáng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến mong bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng xăng. Bài nhảy bên mặn biển chảy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoảng nổi ở trong biển bị cắn thu giữ dành nhau ăn thịt.
Lại thầy quý giá thoa hình thù đều là luân hoàn nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Thùm quắm đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương sưng niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Vô Đồng đáp rằng đây là từng biển thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Đồng đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi rằng ấy tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đáp rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiệp lẫn ngoài, hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thành lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tôi cùng với các thú dữ? Vô Đồng đáp rằng những người tôi trong biển này là những kẻ tao ăn ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kể từ để làm công đức hầu cứu vớ khổ nạn cho lúc sống, kẻ đó lại không làm đường nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cánh biển này mười muôn gió tuần về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi ơn. Biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn, đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Vài thánh nữ lại hỏi quý vương Vô Đồng rằng địa ngục ở đâu? Vô Đồng đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lượng, sự khổ sở bừng kế nửa có đến 1000 cũng đầy không lượng, sự thông không. Thành nợ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới quốc gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào? Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống
quyền làm những nghiêm gì thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lung tam thời tình chanh phán xong rồi chẳng kính dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô động hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên. Thân mẫu tôi hiểu là duyên để lời vô đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên để lời. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa tham. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng sanh cam. Nói xong quỳ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chẳng tin rõ biết việc đó rồi bèn đổi trưa pháp tương của Đức Giang Hoa Đình tự tại vương Như Lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời về là những chúng sanh mắng phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài Văn Thù Sư lời rằng: vì vương vô đồng trướng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy kính Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện. Phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn khả tư bấn khả nghi. Bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chọn nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đăng chánh gia trang không còn thôi chuyện nhưng chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sơn không có lúc nào tạm ngừng dưng nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được đạo quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hơn chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỳ tháng bây
giờ Đế Tôn giờ tại sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức bơ kha tư bân kha nghề bân kha lương bơ kha thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèm. Nghe pháp của ta thời liền tin nhận hoàn có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàn có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta vẫn ra nhiều thần đó thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng. Hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương, hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là hán binh chi phần và bồ tát đế hoa đồ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu Địa Tạng ông xem ta đã trải qua. Bào số kiếm nhọc nhằn đo thoáng nhưng chôn sanh càng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệm thọ bao. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chiều nhiều sự thông khổ thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền lượng phận di lặng ra đời đều đang giải thoát khỏi hẳn căn điều khó gầm phờ đưa đưa phần thọ ký bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương cám mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà xa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ứng người làm cho quy kính ngồi tạm bảo khói hắn vòng sanh tướng vui niên bàn.
Nhưng chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mấy lòng tông con đều độ thoáng lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong được Như Lai trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong được Như Lai trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bành cùng Đức Phật ba lần như thế lúc ngài đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông đưa toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu. Thứ hồi lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cùng kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề, ta nghiệm sai khá cam thọ qua báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần pháp, nơi thời không phần pháp nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai cả như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục, sai cả khỏi đâu? Bà Ma Gia Phu Nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo, trong mong Ngài lâu nghe nhận lấy, tôi sẽ lường nói việc đó. Thanh mau bành rằng: Xin Thanh Giá nói cho Bồ Tát lựa thuận. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ức kim, không lúc nào mà ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay, máu kinh chê ngồi tạm ba chán kinh, kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn của thượng trụ phạm tăng ni, hoàng tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoàng diê hoàng ai nhưng chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi đường. Như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm, chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y.
Tạo nhiều điều tội ác người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi được. Hoàn coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được. Bà ma gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiêu Vi lớn có 18 chỗ thư kê đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó gia vòng ngục thành hơn 80 dặm thành đó thuần bằng xa cao đến 1000 dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngũ tên là vô gián ngục này châu vi một muôn 8000 dặm tường ngô ca 1000 dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoan. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa kha cầm chia lớn bằng sắn đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi lưa lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên giường lại có diều hầu bằng sang mố măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khắm trong thân thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới ca lúc thế giới càng đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoại thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác.
Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này, nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó, do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ, nên gọi là vô gián. Hai, một người tôi thân đầy chật cá ngục, nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục, nên gọi là vô gián. Ba, những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gậy diều hầu răng soi cho cối và cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sẵn dây sẵn lừa sẵn ngừa sẵn giá sống niềm đầu nước sẵn nông rưới thân đòi thời ăn hoàng sắc nông khát thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư khô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng, nên gọi là vô gián. Bốn, không luân là trai hay gái, mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thân là quỷ. Hề gây tội ác theo đó mà cam lấy ta ca đều đồng chiều khổ, nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tôi cũng nhân sự thông khổ trong địa ngục đó, giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiên lo rầu mà chắp tay đánh lễ Bồ Tát mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư. Bồ Tát vẫn chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng, bàn đờ Thế Tôn con nương sơ hoài thần của Đức Như Lai, nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu và tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài á dần đã thành Phật làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng đó thoát sinh. Văn bàn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, bây giờ đứng phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định, hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời khen thành quá bao lành, làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng ngân.
Mẹ làm chân nắng trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trân đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đền căn chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa khoan dạy lời như thế xong. Trong phạm hội có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại vương ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyên gì mà nay đưa ra thế tôn ân cần người khen như thế cuối mong đường thế cho bây giờ đứng thế tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lắng nghe lòng nghe phải khe suy xén đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng ông vua nước lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá kia kiếm về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ra đời hiểu là như thiết kế thành tựu như lai ứng biên tri minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hành mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sám thành phần. Sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều đường giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội không. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quan mục cứu mẹ lại vô lượng vô số kim về thuở trước có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Từ văn đó thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quan Mông nàng này sanh sữa đồ ăn cúng dường là hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì Quan Mông thưa rằng ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang.
Thời thầy ba mẹ của quan mong đòa vào chốn địa ngục rằng là khổ sở là hán hỏi quan mong rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệm gì mà nay phải đòa vào chốn địa ngục rằng khổ sở như thế. Hoàng mộng thơ rằng ngày còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa xin tổng gia thương xó chỉ dài phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xót thương bèn dài phương trước ngài khuyên quán mục rằng người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai và Vế Đam hình tướng đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền quang. Hòa thượng Phật Ma Tha cung nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ tượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng Phật sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa vong ánh sáng mà bao quang mung rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên biển người tôi phải đóa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đóa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói quan mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đà là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệm diệt hại vật để che bài mắng nhiên mà tỏ bao không. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa khổ quan mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đứa trẻ đám rằng những việc tôi khó nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi thôi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy.
Như thân máu tôi coi hắn chôn tam đồ bàn, hà tiên cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh liền hòa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo, tôi nguyện cứ vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoa khỏi chốn ám đạo. Địa ngục sống sanh và ngã quỷ vân vân, nhưng kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi. Vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một phán nguyện đó xong? Liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước, sống lâu đến cho không thể tin kể, sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời so đông như số ca sông hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng: Vì là hán phơ lanh đồ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà sa số lời thề nguyện. Đồ khâm chúng sanh như thế trong đời sao, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vòng ngữ, kẻ lưỡng thiện ăn có, kẻ hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba khổ nơi ban đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khiêm cùng dâng cung những y phục đồ ăn và cuốn ca thư trăng bao, thời người đó trong trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung vừa trời hình sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong càng đời trước của mình, này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Cả ngon nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh Đức Phật rằng: Bành Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con.
đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lời in chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong. Bèn cùng kinh chắn tay lê Phật mà lùi ra tứ thiên vương hỏi Phật bây giờ bỗng ông thiên vương đồng từ cho ngồi đứng dậy cùng kinh chắn tay mà bạch cùng Đức Phật rằng. Bành đứng Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhưng lại đã phá nguyện rộng lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hên. Ngài lại còn phải phá lời nguyện rộng lớn nữa cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ Đức Phật ba bốn vị thiên vương rằng hay thay ấy thay nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lại mà nói những sư phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương cho ngã mà cứu mơ đồ thòa tăng ca chúng sanh mang phải tội có bốn ông thiên vương bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoang. Đờ vàng ba bốn ông thiên vương rằng từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bằng. Dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh và thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời ngài dạy rõ qua báo nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ qua báo làm chim xe xe bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời ngài dạy rõ quá bao uyên thua kình chống nhau. Nếu gầm kẻ hay khinh chê thời ngài dạy rõ quá báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gầm kẻ nóng giận thời ngài dạy rõ quá báo thân hình sâu xí tàn tần. Nếu gầm kẻ bon sáng thời ngài dạy ra quá báo cầu muốn không đưa toại nguyện. Nếu gầm kẻ buồn lùng săn bắn thời ngài dạy ra quả báo kinh hải điên cuồng mất mang. Nếu gặp kẻ trái nghìn cha mẹ thời ngài dạy ra qua báo trời đấng tru lòng. Nếu gặp kẻ đốn núi rừng có cây thời ngài dạy ra qua báo cuồng mê đến chân. Nếu gặp cha mẹ ghé ăn ở động thời ngài dạy ra qua báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi bò méo. Gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thời ngài dạy ra quá báo con nhu chia lìa. Nếu gặp kẻ huy bán tam bảo thời ngài dạy ra quá báo đuôi đĩa cầm ngồng.
gặm kế kinh chê và pháp thời ngài dạy rõ quả báo mai trong an đạo. Nếu gặm kế làm phá của thượng trụ thời ngài dạy rõ quả báo ức kim luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặm kế ô nhục người hạnh thánh tinh và vô bản tăng và thời ngài dạy rõ qua bao ơ mái trong loài súng sanh. Nếu gặm kế dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật thời ngài dạy rõ quá ba phải luân hồi thường mang lớn nhau. Nếu gầm kề pha giới phàm trai thời ngài dạy rõ quá bao cầm tu đôi càng. Nếu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi ly thời ngài dạy rõ qua báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gầm kẻ tao ta kêu màng công cao thời ngài dạy rõ qua báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ thời ngài dạy rõ qua báo không lưới hay trăm lưới. Nếu gặm kế ta kiến mê tinh thời ngài dạy ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng. Nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy căn quả bao như thế. Sao lại đoa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nước chờ đê. Những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bồn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh. Địa tạng Bồ Tát bốn nguyện quyến thường hết bốn nguyện địa tạng đao lời thiên tung. Thần thông hiện hóa độ quận mong đời ngũ trượt khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện địa tạng Bồ Tát. 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 Lạy đấng tam giới tôn ơi, quy mang mười phương phân, con nay phát nguyện rộng mấy tổ trì kinh địa tạng. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cơ khổ tam đồ. Hên một báo thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời đạo lợi phẩm thứ nhân phần hiện thần thông con nghe như thế này.
Một thuở nọ tại cung trời đau lợi đức Phật, vì thánh mẫu mà thuyền pháp luôn đỏ bằng khả thuyền bằng khả thuyền tăng cả chư Phật và Đại Bồ Tát. Trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiện sân ngoại đứng đi huệ thần thông chân thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư phần đều sai thì gia kính tham đường tê tôn bây giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông vầng mây sáng rỡ đại từ bi vầng mây sáng rỡ đại trí huệ vầng mây sáng rỡ đại bát nhã vầng mây sáng rỡ đại tam muội vầng mây sáng rỡ đại kiết tường vầng mây sáng rỡ đại phương đứng vầng mây sáng rỡ đại công đức vầng mây sáng rỡ đại quỷ vầng mây sáng rỡ đại tăng thăng nở và phóng ra bằng cà thuế vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phóng ra các thứ tiếng vì diệu như là tiếng bồ thí độ tiếng trì giới đồn tiếng nhân nhùng độ tiếng thanh tân độ tiếng thiên đình độ tiếng bát nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xa tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng trì huệ tiếng tiếng đại sư tử hống tiếng mây sấm tiếng mây sấm lớn trời rộng hồi họp khi đường Phật phá ra bấn cả thuyền bấn cả tuyệt tiếng vi diệu như thế sông thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thần ở trong cõi ta bàn và coi nửa phương ca cũng đến hồi hôm nơi cung trời đau lời như là trời tứ thiên vương trời đau lời trời tu diệm ma trời đâu xuân đàn trời hoa lan trời tha hóa trời thứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời tiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời tiểu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương ai trời quang qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiền yên trời sáng cứu cánh trời ma hê thú la cho đến trời vi tướng phi phi tường thương tất cả thiên chúng long chúng cung ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây
thần núi thần đấng thần sông chầm thần lúa ma thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây cỏ cán vị thần như thế đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm đừng qua phá khởi bây giờ đừng thinh ca mâu ni phật bao ngày văn thù sư lại phá vương tứ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong vấn đồ này cùng vấn đồ khác này đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài vẫn cơ sẽ lại bành phần rằng bạch đơ thế tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biển số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn tù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đem xe số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ hoàng đã thanh tựu đương thanh tựu chưa thanh tựu ngài văn thù sư lại bạch đấng phật rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đấng phật nói đó thời tinh nhận liền còn hàng thiếu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu đưa sự không thể nghĩ bàn như thế đưa phật bao ngày văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một sông hằng rồi cứ so cá trong mọi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhom làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kiếm đều đem làm kiếm cá từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên
Muôn là những thoa ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoan khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng xưng danh hiệu hoặc cúng dường. Nhận đến vẻ cảnh tâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào. Trưởng gia thứ phá nguyên này văn thu sư lời trải qua băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm mồng vì trưởng gia thứ. Lúc đó trong đời có đứa Phật hiệu là sư tử phấn thân cụ thông vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy đức Phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng Phật tu hành nguyện gì mà đang to đẹp như thế khi ấy đấng sư tử phấn thân cụ tung vạn hành Như Lai bảo trưởng gia tư rằng muốn chứng được thần tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổn ô nay văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau. Tôi về nhân chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật. Sư tử phấn thân cụ tung vạn hành Như Lai ngài lầm nguyện rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ước vô số bấn khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cứu mẹ lại thua bấn khả tư nghi vô số kim về trước lông đó có đức Phật hiệu là Giác Hoa Định từ tại vườn Như Lai đứng Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ về. Bà mẹ của người cương mê tính tà đạo thường kinh khi ngôi tam bảo thoái mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biến rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những
đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hóa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giáng hoa đình từ tại vương đắp vẽ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thánh nữ chim bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chùa của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm. Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá cơ gia hòa định từ tài vương Như Lai. Mà người đứng chim bái đó thấy người thường rón nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tỉnh lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối xin đứng phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tam của con sam chân mẫn đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của tam. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ người lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giáng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt. Mãi nhảy bên mặn biển chảy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoáng nổi ở trong biển bị cắn tu dữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá xóa hình thù đều là luân hoàn nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội.
Tùm quắm đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ có mồn, vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng: Hãy thái Bồ Tát, ngài có duyên thứ gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quý vương rằng: Đây là chốn nào? Quý vương Vô Đồng đáp rằng: Đây là từng miền thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Đồng đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi rằng: Ấy tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đáp rằng: Nếu không phải trước ngoài thần, cần phải do nghiệp lẫn ngoài, hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thành lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong miệng này xôi sùng sục như thế, và có những người tôi cùng với các tu dự Vô Đồng đáp rằng: Những người tôi trong miệng này là những kẻ tạo án ở cõi Diêm Phù Đề, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu với cô nàng cho lúc sống, kẻ đó lại không làm thường nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cánh biển này mười muôn gió tuần về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sám bồi ơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn, đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Vài thánh nữ lại hỏi quý vương Vô Đồng rằng: Địa ngục ở đâu? Vô Đồng đáp rằng: Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lượng, sự khổ sở bừng kế nửa có đến 1000 cũng đầy không lượng, sự thông khôn. Thành nợ lại hỏi đại quý vương rằng: Thân màu của tôi mới quốc gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng: Thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: Thân máu của tôi mê tín tà đạo, kính chê ngôi tam bảo hoàng, có lung tam thời tinh chánh pháp, xong rồi chẳng kính dầu phước, không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô Đồng hỏi rằng: Thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thì La Thiền Kiên.
Thân mẫu tôi hiểu là duyên để lời vô đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên để lời. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa thăm. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng sanh cam. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui bây giờ thánh nữ dường chim bao chân tinh rõ biết việc đó rồi bèn đôi trưa pháp tương của đức giang hoa đình tự tại vương Như Lai mà phán tề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mắng phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường dài thoáng đức phần báo ngài văn thù sư lời rằng vì vương vô đồng trướng đó nay chính ông tài thú bồ ta còn thánh nữ bà la môn đó nay là địa tạng bồ ta vây kinh địa tạng bồ tạng bốn nguyện phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với những chúng đã đường dài thoáng ra khỏi chọn nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ địa tạng bồ tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đăng chánh gia trang không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sân không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đáo lời lòng họ vui mừng hơn chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỷ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bơ khả tư bấn khả nghề bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh
Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh muôn đồ, chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lèm nghe pháp của ta thời liền tin nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta vâng ra nhiều thần đó thoa, những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề, hoàng hiện ra thân trai, hoàng hiện ra thân gái, hoàng hiện ra thân trời rồng, hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương, hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoàng hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng, ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là Hán Binh Chi Phật và Bồ Tát Đế Hoa Đồ, chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi, đâu Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chúng sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thông khổ thời, ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đền lượng phận di lặn ra đời, đều đang giải thoát khỏi hẳn căn điều khổ gầm phờ đưa đưa phần thọ ký. Bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình, trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng, từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niên bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoàn chỉ bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong đơn như lai trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng, cuối mong đơn như lai trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bành cùng Đức Phật ba lần như thế lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay hay thay. Ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đức Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cùng Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát đám rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ hoặc nơi thời có địa ngục. Nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần phàm, nơi thời không phần phàm nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai cả như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai cả khỏi đâu Bà Ma Gia Phu Nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong Ngài lâu nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát lựa thuận bây giờ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim. Không lúc nào mà ra khỏi được như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay máu kinh chê ngồi tạm ba chăng kinh kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ơ kiếp không khi nào ra khỏi đường. Hoàn có chúng sanh xâm tổn của thượng trụ phạm tăng ni hoặc thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng diệ hoàng ai nhưng chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục. Trong nghìn muôn ư kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phàm giới luật gàn gấm hàng bành y. Tạo nhiều điều tội ác người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi đưa hoàn coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh mẫu nếu có chúng sanh nào phạm
Nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng địa tạng bồ tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cư rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiêu Vi lớn có 18 chỗ thư kê đốt 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó gia vòng ngục thành hơn 80 dặm thành đó thuần bằng xa cao đến 1000 dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngũ tên là vô gián ngục này châu vi 1000 dặm tường ngô ca 1000 dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phun lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến 1000 người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cam vời như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoan. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa kha cầm chia lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi lửa lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên giường lại có diệu hầu bằng sáng mố măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khắm mà trong thân thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới ca lùng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi.
thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba. Những khi cô đề hành hình tôi nhớ như chía ba gậy diều hầu răng soi cho cối và cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sáng dây sáng lừa sáng ngừa sáng giá sống niệm đầu nước sáng nông rưới thân đòi thời ăn hoàng sắc nông khát thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư khô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng nên gọi là vô gián bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sáng hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy. Hề gây tội ác theo đó mà cam lấy ta ca đều đồng chiều khổ nên gọi là vô gián. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cô đề hành tôi cũng nhân sự thông khổ trong địa ngục đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong. Không xiên lo rầu mà chấp tay đánh lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cam của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vân chỉ lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng bàn đờ thế tôn con đường sơ hoài thằng của đơn như là nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu và tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi ngài á dần đã thành phần làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng đó thoát xin văn bàn Đức Thế Tôn xin Đức Thế Tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư con quyền làm lành thời khen thành quá bao lành làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngân. Mẹ làm chương nặng trai đến kiếp số nhiều như vị trần vị như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông tròn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đoàn can chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa phần dạy lời như thế xong.
Trong Pháp môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại, vướng ra bánh cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếm đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế? Cuối mong Đường Thế Tôn lượng nói cho bây giờ Đức Thế Tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lắng nghe lòng nghe. Phải khe suy xét đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận vô lượng vô số na, do ta bấn khá thuyết kim về thuở trưởng, lúc đó có Đức Phật ra đời. Hiểu là như thiết kế thành tựu Như Lai ứng cung chánh biên tri minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn. Đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần, hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chướng để dân diệu dân chúng ấy. Một ông phán nguyện: Tôi nguyện sám thành phần, sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều đường giải thoát, không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng? Trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngày định từ tại vương Bồ Tát, ông vô pha nguyện sớm thành phần, đó chính là Đức Như Thiên Tri thành tựu Như Lai. Còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội không, thời chưa chịu nguyện thành phấn, đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vây quan mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trưởng có Đức Phật ra đời. Hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Từ văn đó thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp, có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hắn gặp một người nữ tên là Quang Mông, nàng này sanh sữa đồ ăn cúng dường là hắn. Là hắn thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì, Quang Mông thưa rằng: Ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi, chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là hắn hỏi Quang Mông rằng: Thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Hoàng Mộng thưa rằng: Ngài còn sống, thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh, phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn.
Nếu tình đêm số ca tranh của người đang thời đến hơn nghìn mùa, xin tổng gia thương xó chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tội là xó thương bèn dạy phương trước ngài khuyên quán mục rằng người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai và Vế Đam hình tương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền quang Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ thượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng phần sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quán mung rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của ngươi. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên về người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp diệt hại vật để che bài mắng nhiên mà thọ bao không. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa khổ quang mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đứa trẻ đáp rằng những việc tôi khó nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi thôi hằng địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của đức thanh tịnh liền hoa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim trong nhân thế giới nào mà cả hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện cứ vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ám đạo
địa ngục sông sanh và ngã quỷ vân vân, nhưng kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi. Vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một phán nguyện đó xong? Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa một Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước, sống lâu đến cho không thể tin kể, sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời so đông như số ca sông hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng: Vì là hán phơ lanh đồ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà sa số lời thề nguyện. Đồ khâm chung sanh như thế trong đời sao, như có chung sanh không làm lành mà làm ác, nhân đến kẻ chẳng tin luật, nhân quả kẻ ta dâm vòng ngữ, kẻ lưỡng thiện ăn có kẻ hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba khổ nơi ba ăn đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khiêng cùng dưng cung những y phục đồ ăn và cuốn các thư trần bao. Thời người đó đông trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung vừa trời hến sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình này, định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Cả ngon nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay, định từ tại vương bánh đưa Phật rằng: Bành đưa Thế Tôn, xin Phật chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề, để cho lời in chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong. Bèn cùng kinh chấm tay lê Phật mà lùi ra, tứ thiên vương hỏi Phật: Bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ cho ngồi đứng dậy, cùng kinh chấm tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bành đứng Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhân lại đã phá nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hên?
Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ đức phận ba bốn vị thiên vương rằng: hay thay ấy thay nay vì muốn được sự lợi cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lại mà nói những sư phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương xót mà cứu vớt độ thọ tăng ca chúng sanh mang phải tội khổ bốn ông thiên vương bành rằng: vâng bành Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoa. Trờ phan ba bốn ông thiên vương rằng: từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, Ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới ta bà, dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này, bốn ông thiên vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh và thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời Ngài dạy rõ qua báo nghèo khốn khổ sợ, nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ qua báo làm chim xe xe bồ câu uyên ương, nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời Ngài dạy rõ quá bao uyên thua kình chống nhau, nếu gầm kẻ hay khinh chê thời Ngài dạy rõ quá báo không lưỡi miệng lỡ, nếu gầm kẻ nóng giận thời Ngài dạy rõ quá báo thân hình sâu xí tàn tần, nếu gầm kẻ bon sáng thời Ngài dạy rõ quá báo cầu muốn không được toại nguyện, nếu gầm kẻ buồn lùng săn bắn thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mang, nè gầm kẻ trái nghênh cha mẹ thời Ngài dạy ra qua báo trời đấng tru lòng, nếu gầm kẻ đốn núi rừng có cây thời Ngài dạy ra qua báo cuồng mê đến trên, nếu gặp cha mẹ ghé ăn ở đồng thời Ngài dạy ra qua báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vọt méo, gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thời Ngài dạy ra quá báo con nhu chia lìa, nếu gầm kẻ huy ban tam bảo thời Ngài dạy ra quá báo đuôi đĩa cầm ngồng, nếu gầm kẻ kinh chê vào pháp thời Ngài dạy ra quá báo ở mai trong an đào, nếu gầm kẻ làm phá của thượng trụ thời Ngài dạy ra quá báo ức kim luân hồi nơi địa ngục, nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thánh tinh và vô bản tăng già thời Ngài dạy ra qua bao ơ mái trong loài súng sanh, nếu gặp kẻ dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật
Thời ngày dài ra quá ba phải luân hồi thường mang lớn nhau nếu gầm kề pha giới phàm trai. Thời ngày dài ra quá bao cầm tu đôi càng nếu gầm kề phung phi pha còn của cái một cách phi ly. Thời ngày dạy ra qua báo tiêu dùng thiếu hụt nếu gầm kẻ tao ta kêu màn công cao. Thời ngày dạy ra qua báo hèn hạ bị người sai khiến nếu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời ngày dạy ra qua báo không lưới hay trăm lưới nèo gầm kê ta kiến mê tinh. Thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đệ từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thang. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trường để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chiều nay càng quà bao như thế. Sao lại đo vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nước chờ đê những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quận mong đời ngũ trừa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát.